Hi, xin chào tất cả anh chị bạn nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Thì em chưa xin phép được giới thiệu giao lưu với mọi người đấy, một cái rễ hương dáng con rồng cực đẹp luôn. Kích thước của cái rễ hương này là có chiều dài từ đây qua đây là 1m48 này, cao từ đây lên đây là 1m1, từ đây lên chỗ đây là được 87, 88, còn từ kia đến kia là 80. Đấy. Làm sạch sẽ tinh lõi luôn anh chị bạn nhé. Đấy, rất giống một con rồng, nếu nhìn là rất giống một con rồng, chân chứ không phải vững. Rộng này, chỗ này rộng nhất được 25 này, 16 này, chỗ này được 30 này. Nói chung là để anh chị bạn đục là rất vip. Đây, chỗ đây được 21 này, chỗ này dày lắm, chỗ này là 30 luôn này, lên đến đây, từ đây lên 40, từ đây đến đây là 40, chỗ đây là 25, còn rất dày cho anh chị bạn luôn nhé, rất là đẹp tự nhiên, rất giống một con rồng. Đây là dính đất này, dính tí đất. Đây là cái rễ coi nhá, rễ. Nếu mà chơi tự nhiên hoặc đục đẽo là ok. Chân tay rất vững luôn. Cái này thì cái phần đầu này nó dày này các bác này. Cái này mà cái có hai cái râu này dài thì nó sẽ đẹp này. Phần đầu đây được 40 này, từ đây qua đây 40. Còn mấy cái rễ này cái chiều dày 10 phân. Cái rễ này dày 10 phân thôi. Chỗ rộng này, rộng nhất đây nữa là được 28, 29, 30. Đẹp, tuyệt trần. Chơi tự nhiên là vip anh chị bạn nhá. Nếu chị bạn nào thiện chí liên hệ em số điện thoại 0338918991 nhá.